Chiều nay, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, tình hình chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì ổn định. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá với mức tăng bình quân trong 5 năm đạt 10,73%. Các mặt văn hóa xã hội có chuyển biến, tiến bộ với khoảng 113.000 lao động được tạo việc làm mới. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 giảm xuống còn 4,5%. Toàn thành phố có 25% số trường đạt chuẩn quốc gia và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân, an ninh quốc phòng luôn ổn định, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Thủ đô Hà Nội tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm trong việc hợp tác phát triển với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng. Phân tích kỹ những kết quả qua 5 năm thực hiện nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các bộ ngành và thành phố cũng đã làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục những tồn tại như kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và vị thế của thủ đô. Công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị còn bộc lộ một số yếu kém. Có 7 nhóm vấn đề thành phố Hà Nội kiến nghị với Trung ương nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị. Cụ thể là Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, cân đối bố trí vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA cho các công trình trọng điểm. Đặc biệt với đặc thù thủ đô, Hà Nội đề nghị Trung ương tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách, bởi tỷ lệ 42% như hiện nay chưa đáp ứng được nguồn cho nhu cầu đầu tư và chi thường xuyên. Đánh giá cao kết quả Hà Nội đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ một số hạn chế của thành phố trong quá trình triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh đến việc xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ với thủ đô Hà Nội là những cơ chế đặc thù nhằm tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu văn minh hiện đại vào năm 2020. Thủ đô Hà Nội cần đẩy nhanh xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên cơ sở huy động mọi nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải và có cơ chế giám sát chặt chẽ, không để thất thoát. Đồng chí cũng yêu cầu các bộ, ngành của Trung ương và địa phương tiếp tục hỗ trợ phối hợp để Hà Nội sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành sớm các mục tiêu đã đề ra.